Cô làm hỏng hết cả roi của tôi rồi. Tao muốn xúc tiến cái việc làm dâu của nhà nghìn tỷ. Bỏ đây ra, bỏ ra. Cướp, cướp. Chuyện này lên như thế nào? Cô xem bên ngoài thôi, đừng bấm vào quả của tôi như thế chứ. Đi chọn hoa quả thì phải bấm vào mới biết quả nào giòn, quả nào ngọt chứ. Nhưng hôm nay cô bày toàn quả sâu thối bên trong thì sao? Nhưng mà cô bấm như thế dập hết quả của tôi, khách xong người ta không mua được. Hay là để tôi bổ một quả ra cho cô ăn thử nhá. Cô yên tâm, quả này của tôi là quả quê hái tận vườn đấy ạ. Thôi thôi, cái loại con dân chợ búa như cô ấy, ai mà tin được. Bây giờ nhá, tôi phải kiểm chứng bằng tay thì mới tin được. Nếu mà cô không mua được, cô ra chỗ khác mua giúp tôi. Chứ cô xem này, cô làm hỏng hết cả roi của tôi rồi. Này, cái con bán hoa quả ngoài chợ như mày mà dám đuổi không cho tao mua hàng á, cẩn thận không tao bắt cả cái cổ mày, không phải mỗi tay đâu. Đưa cái túi ấy tao mua đâu. Đưa đây. Của cô là 4 cân, 30.000 một cân, tổng là 120.000 ạ. Cái gì? 30.000 một cân á? Cái loại quả ngoài chợ như này 30.000 một cân á? Cô ơi, 30.000 là rẻ lắm rồi. Cô thử đi hỏi cả cái chợ này xem, không ai bán rẻ bằng tôi đâu. Tao không cần biết, bình thường tao đi mua roi Mỹ nhập khẩu ấy, cũng chỉ có 40.000 một cân thôi. Roi Mỹ nhập khẩu mà 40.000 á? Thế chắc cô bị lừa rồi. Mỹ đấy có mà Mỹ đình, Mỹ tho ấy. Chứ bình thường cô đi mua roi ở ngoài siêu thị rẻ nhất cũng là 50.000 một cân rồi mà cô. Này, cái loại con buôn bán hoa quả ngoài chợ như mày có bao giờ bước vào cửa hàng sang chảnh hoa quả nhập khẩu mua hàng đâu mà biết. Mày lắm mồm đấy, đưa đây. Này, nhìn đi, do nhà mày này, màu thì nhạt, quả không được to. Cái loại này á, 4 cân 60.000. 4 cân 60.000? Ý cô là 15.000 một cân á? Thế thì cô đi ra hàng khác mua giúp tôi, chứ tôi không bán được cho cô đâu. Đưa đây, đưa đây, người ta xem chợ kìa. Cho vào túi giấy như thế này là thành hoa quả nhập khẩu ngay. Ai đâu biết mình mua hoa quả ngoài chợ, tiết kiệm một khối tiền. Anh đã bảo là không phải mua gì cơ mà. Nhà người yêu em có dỗ, làm sao mà em bỏ qua được ạ? À? Em có mua ít hoa quả Mỹ để thắp hương cho các cụ ạ. À. Thôi rồi, anh cảm ơn. Mà thôi, muộn rồi, anh lên nhà thắp hương luôn, em đi về đi. Sao vậy ạ? Em đã cất công mang tận hoa quả đến đây mà anh không mời em lên nhà. Anh biết rồi, anh hiểu, anh xin lỗi. Nhưng mà thông cảm cho anh, hôm nay nhà có dỗ, họ hàng anh đến đông đủ cả. Anh cũng chưa nói gì với cả bố mẹ, nên là không dẫn em lên được. Lần nào em cũng nói như thế, mình yêu nhau gần 1 năm nay rồi. Thế mà em chả biết nhà người yêu em ra làm sao, như thế nào cả. Thông cảm cho anh nhá. Thôi rồi, lần tới anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với cả bố mẹ rồi dẫn em lên, được không nhá? Vâng ạ. Thế thôi, anh đi đây. Làm sao? Chị với cả cái ông người yêu tổng tài của chị ấy lại hung hoặc gì đúng không? Nhìn cái mặt cau có là biết rồi. Từ lúc yêu nhau ấy, tao đã 5 lần 7
lượt gã hắn ta đưa tao về nhà ra mắt. Tại vì tao muốn có sự gì đó chắc chắn. Tao muốn xúc tiến việc lấy hắn ta nhanh nhất có thể. Em biết mà. Em biết ấy, là để có cục tình này chị đã vất vả thế nào. Sau bao nhiêu công ý, tao đi cà phê tập gym ở khu nhà giàu này, cuối cùng cũng săn được một con mồi cực kỳ xịn. Anh ta tên là Quốc, nhà sở hữu một tập đoàn nghìn tỷ, nhà thì ở penthouse, đi xế sang, lại còn đẹp trai nữa. Nói chung ý, là không có điểm gì để chê. Thế là bây giờ vẫn phải dùng chiêu cũ gì? Ừ, chiêu cũ. Em ơi, em có sao không em? Ví của anh ạ. Anh cảm ơn. Anh có bị thương ở đâu không? Vai của em không cử động nữa rồi ạ. Cảm ơn em nhiều nhá. Trong ví này toàn giấy tờ quan trọng của anh cả. Cảm ơn em. Em thật là dũng cảm. Để anh đưa em đi viện nhá. Bây giờ là chị muốn là anh ta cưới chị càng nhanh càng tốt đúng không? Chả thế thì sao? Bây giờ nhá, tao muốn xúc tiến cái việc làm dâu của nhà nghìn tỷ. Chứ để lâu ấy, cất trâu hóa bùn à. Có muốn thằng em này chỉ cho vào bài không nhỉ? Bài gì? Thì muốn quân sư thì phải có tí gọi là chất xúc tác chứ. Nhanh lên. Đây. Thế là phải nhanh không? Bây giờ ấy, chị muốn anh ta cưới chị càng nhanh càng tốt ấy, thì không thể nói mồm mãi được, mất giá lắm. Mình phải chơi chiêu, gọi là đơn giản nhanh gọn lẹ, gọi là gạo nấu thành cơm. Hiểu không? Là sao? Em có thằng bạn làm ở phòng khám tư. Để em nhờ nó, chị chỉ cần chi tiền thôi. Anh, em đã bảo rồi mà, nếu mà anh bận quá ấy, cứ để em đi khám một mình cũng được. Ngốc vừa chứ, anh dù bận mấy vẫn phải đưa em đi nhá. Vâng ạ, tại em thấy trong người mấy hôm nay cứ nôn nao mệt mỏi thế nào ấy. Anh ạ, có kết quả chưa ạ? Bạn gái tôi không làm sao chưa ạ? Đã có kết quả siêu âm, chúc mừng anh chị, bạn gái đã có thai được hơi 8 tuần rồi đấy ạ. Anh, bây giờ phải làm sao ạ? Em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm với cả hai mẹ con. Bây giờ anh sẽ về nói chuyện với cả bố mẹ. Còn em, đồng ý cưới anh nhé. Vâng ạ. Này, đúng là sắp ra mắt nhà hào môn có khác nhỉ. Bà chị biến ngay là ngày ngoan, em nhìn không nhận ra luôn đấy. Này, sao bảo là đi làm công ty mới cơ mà, làng vảng đây làm gì ấy? Thì nghỉ trưa, tranh thủ gặp bà chị tí. Mà nói thật là đợt này em mới chuyển việc, thành ra là cũng hơi lúng túng trong vấn đề tiền nong. Lại tiền, mày vừa phải thôi chứ. Tao đã lấy được ông kia đâu. Mà tiền của tao có giới hạn thôi, có in ra được đâu mà hở tí là mày đòi tiền. Sao cái lúc mà em giúp chị cũng nói thế đi. Bây giờ sắp lấy chồng đại gia, bắt đầu quay lưng với em đấy à? Mày... Gì? Từ từ đã. Đi với chị ra kia một tí. Chị phải dạy cho cái con bán hoa quả kia một bài học. Nhờ, hôm nay đề cả biển cấm cơ đấy. Mày nghĩ cái sạp hoa quả rồi nghèo nàn rách nát này của mày mà cấm được tao à? Sạp hoa quả của tôi nghèo nàn rách nát nào thì đấy cũng là quyền của tôi. Nếu mà cô không mua được thì
mời cô đi ra chỗ khác cho. Em gái xinh mà nóng tính thế, bán hoa quả thì phải cười tươi sời lở lên mới đông khách chứ. Mày yên tâm, hôm nay tao không bóp không bấm hoa quả của mày đâu, mà tao sẽ ăn thử. Này cô. Quả gì mà chua lên lét ra như thế hả? Buôn bán kinh doanh như này chết rồi. Này Cường, ăn thử đi. Này, hai người làm sao gì đấy? Làm sao gì đâu, bây giờ ta ăn quả khác. Sao? Được em ạ. Bọn ta là khách hàng mà, khách hàng thì phải ăn thử, xem quả nào ngon thì phải mua chứ. Nhưng mà cô bóc ra ăn như thế này thì tôi bán kiểu gì nữa? Ơ kìa, tao làm đúng luật mà, không nắn không bóp, mà tao ăn thử, có ai cấm ăn thử đâu. Ngọt đấy, nhưng mà không còn bằng cô em được nhỉ. Hai người có thôi ngay đi không, hãy để tao gọi phường đến đây dẹp đấy. Ui dồi, sợ thế. Em ơi sợ thế. Này, tao nói cho mày biết, tao chuẩn bị lên làm phu nhân của tập đoàn nghìn tỷ rồi, mà tao lại phải đi sở cái loại dân đen như mày à? Hôm nay tao qua đây ý, là để dạy cho mày một bài học thôi. Tao ý, chuẩn bị bước lên một tầm cao mới rồi. Mà tao nói cho mày biết này, khi nào mà thấy thượng đế như tao ý, thì phải khép nếp hầu hạ phục vụ nghe chưa, chứ đừng có mà vênh mặt lên với tao. Tao mà giận ý, tao dẹp luôn cả cửa hàng hoa quả của mày đấy. Cô đúng là vô văn hóa vô đạo đức đấy. Cô lấy việc trà đạp chèn ép người khác ra để làm thú vui thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Nhà nào mà lấy cô về làm dâu ấy thì đúng là vô phúc. Người có nhân cách như cô thì ế đến già thôi. Mày dám chủ ẻo ta à? Tao nói cho mày biết nhá, tao chuẩn bị cưới rồi, nó mà vận thật vào người tao ấy, thì tao giết mày cái con mồm thối này. Hôm nay tao cho mày chết. Cô làm cái gì đây? Bỏ đây ra, bỏ đây ra, bỏ đây. Hai cô cậu kia làm cái gì đấy hả? Mày bỏ ra. May là mình chuồn kịp, chứ không đứng đấy mà giải quyết ý thì lại rách được ra. Mình chắc là thằng Cường sẽ giải quyết được thôi. Bà đây em, ngồi đây. Hai bác đâu rồi anh? À, bố mẹ anh đi gì công tác, sang tuần mới về. Hôm nay chỉ có chị gái anh đón tiếp em thôi, thông cảm cho anh nhé. Dạ. Chị, con bán hoa quả, sao mày lại ở đây? Này, mày đừng nói với tao là mày bám đuôi theo tao đấy nhá. Em mà nói lại đi, đây là chị gái anh mà. Sao? Sao anh lại gọi cái con bán hoa quả này là chị gái anh? Chị ruột anh ấy. Anh không hiểu sao hôm nay chị lại ăn mặc như thế thôi. Chứ chị là tổng giám đốc mà. Tổng giám đốc á? Ừ. Tôi quên chưa giới thiệu với cô, bán hoa quả chỉ là nghề phụ thôi, còn nghề chính của tôi là tổng giám đốc. Và tôi cũng chính là chị gái của người mà cô đang muốn lấy làm chồng. Thằng Quốc đi với cô nào kia? Người yêu mới của nó à? Anh chị ơi, anh chị mua hoa cho em đi. Anh mua hoa tặng người yêu đi ạ. Hôm nay em ế quá, ủng hộ em rồi. À, chỗ này của anh thì được 4 bông, 25 nghìn một bông nhá. Em gửi ạ. Tặng em. Dạ. Chờ thôi. Điện thoại anh để quên trên nhà rồi. Đợi anh một lát anh lên lấy nhá. Dạ, vâng ạ. Này, mày bán hoa rong thì mà đắt đấy à? Cái bông hoa hồng rẻ tiền như thế này ý, chỉ 5 nghìn một bông là đắt lắm rồi. Hay là mày thấy bọn tao ăn mặc sang trọng quý phái, xong rồi hết giá lên, hả? Không chị ơi, hoa bây giờ tăng giá mà, không phải em hết đâu. Tao không cần biết, cái loại hoa hồng rẻ tiền bẩn thỉu như thế này ý, chỉ 5 nghìn một bông thôi. Bây giờ mày phải đưa lại tiền thừa tao. Đôi 80 nghìn ra đây, nhanh lên. Con còn đánh què chân bây giờ. Sau khi chứng kiến cô bắt nạt người bán hoa, tôi đã điều tra về cô. Và tôi đã giả làm người bán hoa quả để xem nhân cách của cô có thối tha như thế thật không. Và đúng là như vậy.
Vào đi. Sao mày lại ở đây? Này, cậu có phải là vị bác sĩ, vị bác sĩ hôm trước không? Cậu ta không phải là bác sĩ. Cậu ta là đàn em thân thiết của chàng, chuyên gài bẫy để giúp trà mồi chài đàn ông có tiền. Sau bao nhiêu công ý, tao đi cà phê tập gym ở khu nhà giàu này, cuối cùng cũng săn được một con mồi cực kỳ xịn. Anh ta tên là Quốc, nhà sở hữu một tập đoàn nghìn tỷ, nhà thì ở penthouse, đi xế sang, lại còn đẹp trai nữa. Nói chung ý, không có điểm gì để chê. Thế là bây giờ vẫn bị dùng chiêu cũ gì? Chiêu cũ. Bây giờ ấy, chị muốn anh ta cưới chị càng nhanh càng tốt ấy, thì không thể nói mồm mãi được, mất giá lắm. Mình phải chơi chiêu gọi là đơn giản nhanh gọn lẹ, gọi là gạo nấu thành cơm, hiểu không? Là sao? Em có thằng bạn làm ở phòng khám tư, để em nhờ nó, chị chỉ cần chi tiền. Chúc mừng anh chị, bạn gái đã có thai được hơi 8 tuần rồi đấy. Tôi nhớ rồi, đừng có nói với tôi cậu chính là người giật túi tôi vào năm ngoái đấy. Dạ vâng ạ. Chị Trà là người đã sai bảo em từ bác sĩ đến giật túi. Vậy cả chị Trà không có thai đâu. Chị Linh tổng giám đốc, em đã nghe lời chị đến đây làm chứng rồi. Em xin chị đừng bảo chị kia sát thải em à. Chuyện này là như thế nào? Chuyện này là như thế nào? Chị vô tình biết được Cường là nhân viên của tập đoàn của bạn chị, nên chị đã dọa cậu ta, nếu không đến đây làm chứng tất cả mọi tội lỗi của chàng thì chị sẽ nhờ bạn chị sa thải cậu ta. Mày, tao cho mày bao nhiêu tiền như thế để mày phản bội tao à? Hả? Cô im mồm, cô lừa dối tôi à? Cô cút khỏi đây. Từ giờ tôi với cô chấm dứt. Cút! Anh...